Kính chào quý cư dân, chào mừng quý cư dân đến với bản tin số 4 của chung cư Kangnam Palace Landmark. Đến với bản tin lần này, chúng tôi xin giới thiệu hệ thống thang máy và một số hướng dẫn khi sử dụng thang máy tại tòa nhà. Đối với cư dân Kangnam Palace Landmark, mỗi căn hộ được cấp 4 thẻ an ninh để ra vào cửa chính. Trường hợp mất thẻ, cư dân vui lòng thông báo ngay cho ban quản lý tòa nhà vì lý do an ninh. Tòa nhà có 8 thang chở khách và 2 thang máy chở hàng phục vụ việc di chuyển của cư dân. Khi sử dụng thang máy, xin quý vị vui lòng tuân thủ các quy định sau. Không để thang máy quá tải trọng cho phép. Không để các đồ vật sắc, nhọn, cứng va vào thành buồng thang. Trong quá trình sử dụng thang máy, quý cư dân vui lòng không hút thuốc trong thang máy. Không để trẻ em sử dụng thang máy khi không có người lớn. Không dán các đề can vẽ hoặc làm hư hỏng thang máy. Đứng chờ ở hai bên cửa. Không đứng chắn ngay phía trước cửa thang. Đứng gọn vào trong và nhường chỗ cho người cần ra vào thang máy. Nếu đứng gần bảng điều khiển, bấm nút giữ cửa khi có người cần ra vào thang máy. Khi đứng trong thang máy, quý cư dân vui lòng không đặt tay giữ cửa thang máy. Khi có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đồ đạc ra vào cửa căn hộ, quý cư dân vui lòng đăng ký với ban quản lý để được hỗ trợ. Trường hợp bị kẹt trong thang máy, quý cư dân không nên hoảng sợ hay bấm nút các tầng mà hãy giữ bình tĩnh và chờ đợi nhân viên kỹ thuật đến cứu hộ. Quý vị hãy gọi intercom về phòng điều khiển trung tâm bằng cách ấn nút gọi khẩn cấp để được hỗ trợ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin chung cư Kangnam Palace Landmark. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.